Rồi champion. Ôi, lính ở clan là Hawk. Oh. Vâng, đánh la lô xin lính clan là Hawk ạ. Vâng, một pha đánh hơi lạ đấy. Và đầu tư Hawk vào để bắt được đại bàng. Chúng ta sẽ cùng đến với trận thi đấu đầu tiên của Kazuma với Queen Jack Hybrid đánh vào nhà của Yochem. Hôm nay Kazuma đi mở hàng ta. Nó hơi khác với phong thủy. Để xem trận này sẽ như thế nào đây. Như vậy là sếp sử dụng combo đầu tư xe phóng lửa ngay cùng góc 6 giờ vào đây để ăn đại bàng. Đưa Valkyrie ra để cắt góc cho nó tập trung sâu vào hơn phía trong, cũng như là để cho những cái chiếc mô tả không bắn vào xe phóng lửa. Một em sập tiếp rồi, hợp lý. Quả này nếu mà bạn ấy có tráp xương ở đây thì Valkyrie nó sẽ xử lý nhanh luôn. Hướng còn lại là đầu tư em Queen để đi vào khu vực nhà chính. Hai cái X-bomb ở đất đang bắn rất rát, em Queen tụt hết máu rồi kìa. Bơm cuồng nộ ngay và luôn, khẩn trương. Đúng rồi. Ui rồi, thần chú cuồng nộ bung lên, ít bầu bắn lại càng ra hơn nhiều. Đưa kinh ra để cắt góc. Rồi tiếp tục cuồng nộ nữa đi, đang còn hai cái cuồng nộ cơ mà. Đúng rồi, thằng lằn phun độc. Ô như vậy là ô ạt đại quân vào luôn. Ơi, ui pháo này đá kìa. Thằng hình em Queen mà bơm ngay bình cuồng nộ. Chú Queen là rất chắc bài. Đúng rồi, nhiệm vụ em Queen nó phải lo khu vực nhà chính mà. Ô, Rocky Blue hai em ở đây này, nguy hiểm này. Ô, thôi, ô, sợ, no, play, sợ lời. Thêm cuồng nộ để cứu gấp, gấp, gấp. Ice Golem cơ ạ. Nguy hiểm quá, còn cuồng nộ đấy có sai không? Đã vật gồng quản giáo để đội quân hội nhanh ở khu vực phía dưới rồi này. Ô, kìa, Queen, kìa, Queen, cô bạn quên bơm. Rồi, xong, khu vực nhà chính bay màu rồi. Royal Champion cũng đã thả khu vực phía dưới. Như vậy là Inferno của nhà chính nó đã đốt được rồi. Cả này rất căng. Khả năng trận thi đấu 1 sao là dễ lắm. Ui dồi ôi, mở hàng khét lên lẹt đến từ Kazuma. Vai trưởng thật. Đang đánh có điện thoại hay sao vậy sếp? Oh no. Kinh hy sinh luôn ạ. Super Minion, ô một sao thật rồi, bởi vì không thể ăn được khu vực nhà chính với số lượng lính và spell còn lại được. Wow, quá căng và nguy hiểm trong lượt đánh này dành cho sếp Kazuma rồi. Ôi rồi ôi luôn ạ, nhọc thật đấy. Và như vậy cái kết là 81%. Thế thôi, một sao, mở hàng vãi đạn luôn ạ. Ôi, và đây là lượt đánh của số 3 bên đội bạn đánh nhà Cloud với combo Blizzard Lalo. Dạng boss bay này. Rồi. Ice Golem hút được hai bom đèn. Ô, bạn xài Ice Golem bay ra trước luôn ạ. Thằng phết nhé. Đã hạ được rồi. Ý cầu chiến cũng vào việc luôn. Sẽ như nào đây sếp ơi? Hai bom đen, một bom đỏ rồi. Có xoáy. Đỉnh đấy, đỉnh đấy. Khu vực nhà chính. Bạn ơi. Nhà chính bạn ơi. Rồi. Ai giời ơi. Nhà chính có giáp rồi. Đau đầu thế chứ nhỉ. Em Queen đang bị thịt. Càng nhỏ nhèm thật chứ, đúng còn một hit nữa. Bây giờ thợ xây, ui ba thợ xây nó chu cái mồm vào nó sửa. Bốn thợ xây chứ. Học thật. Bao nhiêu công lao anh em dồn vào ăn cái mỗi cái nhà chính tôi cũng không xong. Đặt bẫy là rất khắm. Rồi tới công chuyện luôn. Ô mất cả Queen rồi. Rồi mất cả kinh mà cũng chưa xong cơ. Rồi, sếp mà đi theo Kazuma luôn, tức thì đau đầu. Bom đèn đã được hút, dỗi lắm rồi đấy. Tớ là tớ dỗi lắm rồi đấy, Bloon, tộc, phải sai bình băng.
Ôi rồi ăn xong khu vực nhà chính. Nhiệm vụ còn lại chỉ cố gắng bế 2 sao rồi về thôi. Khổ lắm rồi. Bật gồng chết. Đúng rồi, phá gồng cho Headhunter chạy vào bế được em Royal Champion rất nhanh chóng. Tiếp tục cánh còn lại phía bên đây thì sao? Này thì múc luôn bạn này. Ui xồi. Úi dồi ôi luôn này. Cái này sẽ như nào đây? Úi dồi ôi. Nguy hiểm quá. Và như vậy trận thi đấu này Tạch Lô 7x dành cho sếp rồi. Càng 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 cơ hội vẫn còn cho Na'Vi. Yên tâm cố lên sếp ạ. Mình tin các sếp sẽ lụm được. Úi giời ơi, 76 rồi. Ơi thế thôi, sao mà hơn được ốc 77 à? Không, vẫn 76% dành cho người chơi số 3 nha. Tiếp theo sẽ là lượt đánh của Gaku. Đây là lượt đánh Queen Jack Lalo. Một nhà của bạn số 3. Đầu tư em Queen. Ngay góc hướng 3 giờ. Tính bắt đại bàng sao? Bình tĩnh nào, địch bầu mặt đất đã dồn vào bắt cho. Baby cũng có nữa luôn rồi. À này. Ô. Cuồng nộ. Cuồng nộ, cuồng nộ chết. Ô bạn liều thật đấy. Bạn chờ thánh nhân kinh vụt cho một đường quyền rồi bắt đầu mới sử dụng cuồng nộ. À này em quên mà đi ra ngoài thế này. Không bắt đại bàng à. Mày sẽ vào trong chứ. Ừ. Đưa balloon vào thăm dò xem này. Một bom đen hợp lý. Tiếp tục sử dụng balloon để bắt đại bàng nhưng có máy bắn đá của đội bạn bên kia kìa, chắc ăn hơn rồi. Sử dụng một drag rider tình kỹ lắm rồi đấy, được kinh vào super minion ở trong đơn vị lính hội thành đã phát hiện ra queen rồi. Phát bắn đầu tiên à, bom đen. Quyết định gồng kinh và đầu tư xe phóng gỗ để mở lối cho em Queen trong trường hợp này. Xử lý Queen của đội bạn. Một nốt nhạc. Ô, mất gồng Queen quả này hơi thốn. Xe phóng gỗ đã ủi tốt vào khu vực trung tâm ở đây. Kinh thì mất gồng rồi. À, quá nhiều bom đen ở trong cái vị trí đi quân của Gaku. Khiến cho em Queen tím là khá nhiều. Càng phết bạn ạ. Úi giời. Tiếp tục sẽ như thế nào đây? Úi giời. Có băng nữa. Đầu tư balloon vào việc. Một quả bom đèn. Tiếp tục pha đóng băng. Tiếp tục một phát nữa. Úi giời. Bom bẫy là nhòe nhoét rồi. Tình hình ca này hơi căng cho Gaku khi mà spell không còn nhiều. Trận thi đấu này sếp cố gắng lấy 2 sao rồi. Ấy trời. Ui dồi ôi, Queen ăn độc kìa kìa. Vẫn cứ là tím ạ. Càng càng căng. Ý. Rồi ôi, tăng đến rồi, Champion viên ăn đi phân đấu nhiều tiệm. Vời ôi, bom đen với cả là độc nữa. Nhọc thật. Ca này không 3 sao được rồi. Sếp sẽ cố gắng để vét. Ca này là 90 rồi. 9x. Wow. Tiếc cho Gaku thật đấy. Và tiếp theo là một lượt đánh đến từ người chơi số 4 vào nhà của Gaku luôn. Đây là Super Archer Blim Lalo. Baby có mặt ở đây. Đưa tiếp anh em vào. Blue quần chạy khét đấy. Như vậy là vẫn chưa đưa Blim vào ư? Đấy phải có Blim vào chứ. Quản giáo bật gồng nào chứ. Headhunter kia bật gồng đi để cho nó vào nó bế em Queen đi. Đầu tư tiếp bình đóng băng lại. Đội quân đang chạy rất sâu và all in toàn bộ spell cho khí cầu chiến. Đấy là một điều chắc chắn rồi.
Cùng nộ tiếp này, nhân bản và tàng hình này. À chờ, nó sẽ hoạt động hết công suất ở đây. Bay màu cái tháp thần chú rồi. Tháp áo này đá chứ. Nhà chính bay màu. Một pha bắn của mấy bắn đá. Vẫn đang còn tàng hình. Ủa, bay cái máy bắn đá luôn. Định bông ở đất còn. Ui, bay được đại bàng kìa. Gặp thế nhờ. Electro Titan đang vào việc cùng với cả em Queen ở đây. Bắt lava nó sẽ nhanh chóng thôi mà. Bình tóm. Pha này mới mở đầu nhìn đã thấy tốt cho người chơi số 4 rồi. Đúng, hiệu quả phết. Rồi, được bắt Queen nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Pha này đưa một balloon để bắt cái X-Bow vào đất. Nice. Bạn này tính toán mà lách được luôn cả cái ảnh hưởng của Inferno nhiều tia. Gắt thật. Đưa Kinga để cắt ở khu phía trên. Queen đã quyết định bật gồng luôn để dọn cỗ rồi. Rồi, đi xa xa vào. Đưa Ice Golem ra mà đỡ. Không can là nó bắn cho Queen lại tụt hết cả quần đấy giờ. Kinh vẫn đang múa để dọn dẹp. Ái chà, đặt xoáy ngay ở khu phía ngoài luôn. Royal Champion có Headhunter để vào hỗ trợ. Bế thanh niên Kinh có băng không? Bạn không băng ạ. Ghê đấy, ghê đấy. Lalo bắt đầu vào khu vực dưới góc 6 giờ. Úi, 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 em Queen ăn được Inferno nhiều tia. Cứ Balloon ở bên này không nè. Chắc là được. À, tầm này chỉ còn đúng cái máy bắn đá bảo kê được thôi. Bom đen bay lên. Úi xời. Vẫn còn một bom đen. Hơi nhỏ nhèm chứ quả đấy mà bom đen nó, bom Balloon nó lọt được vào. Thì ăn được cái máy bắn đá thì trận này có khi cũng căng đấy. Mày thật. Máy bắn đá MVP đấy chứ. Mid time rồi. Trận này là mid time cho bạn số 4 rồi. Mất thời gian nhỉ. 96% tí thì bay màu. Còn đây là NYU, người game thủ mới ở trong team của Na'Vi. Bạn ấy sẽ đi Queen với cả là Lalo. Có hai em Hawk ở đây ta. Có khi nào trong hội thành thêm Hawk không? Để xem nào. Tiếp tục phá phá tường hợp lý. Đưa Balloon vào, xe phóng lửa hỗ trợ. Dạng box bay đây. Địch bơm vào đất quét ác đấy. Hớm ngay mình cuồng nộ tiếp. Rồi rồi, phá 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 phá. Đúng rồi. Bắt địch bơm mặt đất rồi. Bơm cuồng nộ tiếp đi bạn. Đúng rồi. Đóng băng em Queen lại nè. Chạy làm sao được sếp. Tốt nè. Bạn đi Queen chắc chắn đấy. Tạm thời vẫn đang khá là chắc chắn đấy. Đấu tư cắt bên này. Như vậy là lô dồn ở khu vực nhà chính sao. Đi sẽ ngược phía sau cây thổi gió. Cùng tiếp mình cuồng nộ nữa. Để phóng lửa sẽ cố gắng lụm vào em đại bàng. Tầm ảnh hưởng có lẽ là đến bởi vì hỏa linh tinh nó sẽ đốt xung quanh. Lính hội thành là Ice Golem với cả là Goblin đã ra đây rồi. Kinh có mặt để ăn thêm một cái Air Defense ở góc 3 giờ nữa. Vẫn đang ổn. Đưa Hawk ra để dụ xem lính hội thành là gì. Đấy. Nhưng mà Hawk chưa dụ được. À, để xem sẽ như thế nào đây. Royal Champion. Ôi, lính ở clan là Hawk. Vâng, đánh Lalo xin lính clan là Hawk ạ. Vâng, một pha đánh hơi lạ đấy. Và đầu tư Hawk vào để bắt được đại bàng. Bốc được đại bàng, bế được Royal Champion. Và trên này quản giáo cũng đã bật gồng luôn. Ái xà, nó đánh dị phết nhờ.
Được đấy. Nó bật gồng đi chạy qua khu vực trung tâm nhà chính, đầu tư thêm bình đóng băng để bịt được trụ wizard. Vẫn đang còn một bình tàng hình và queen chưa gồng. Rồi champion đã được cài cắm tàng hình, và đây là một trận thi đấu 3 sao tốt dành cho NYU. Và bạn ấy đã sử dụng một lối đánh mới trong la lô, đó chính là sử dụng hawk ở trong khí cầu chiến, trong lính hội thành, chứ không phải là balloon hoặc là rồng kỵ sĩ. Hay được của nó. Và bạn Lucky sau khi bay nhà thì sẽ lại đánh nhà của Star, và đây là Queen Jack Hawk. Và để xem sếp Star sẽ biểu diễn như thế nào đây. Liệu mẫu bay này có thủ được không này? Đầu tư em Queen dắt hướng ngọc 5 giờ. Đấy, balloon thăm dò các thứ này. Rồi, một siêu công thành binh phá tường, và pha này có bơm cuồng nộ không này này bạn? Bơm cuồng nộ không? Luôn vào việc. Bế được em nào cứ bế nhá. Rồi, đưa Hawk vào ạ. Bơm ngay bình cuồng nộ, Headhunter có luôn để hỗ trợ bắt thanh niên kinh trong tình huống này. Tốt bạn. Độc dược có mặt luôn này. Nice Golem có là rất nhiều. Queen bình tĩnh phê đấy chứ. Xe phóng lửa đang hỗ trợ khu vực góc hướng 9 giờ. Và bầy hop thì không ảnh hưởng một cây thổi gió. Tập trung ở góc 3 giờ chứ còn gì. Sneaky Goblin cắt dần rồi đấy. King cắt rồi đấy. Queen vẫn đang vụt ở khu phía dưới này. Đấy, tràn hawk có 3 giờ vào. Rất đông hawk. Ui, có bom luôn. Bật gông quản giáo. Ui, bày mất mấy con hawk. Cho trà thật. Đầu tư bịt lại vàng và Inferno nhiều tia rất tốt. Em Queen solo với cả là áo đầy đá. Tiếp tục anh em ăn quả hồi máu. Đang chạy rất khỏe. Thêm luôn cuồng nộ cho hawk. Vâng, còn băng. Bịt lại cục Inferno nhiều tia. Rất hổ báo đến từ đội quân. Có khả năng lại 3 sao đấy. Thêm tiếp bình tàng hình cho Roy Champion. Đúng rồi. Tất cả nằm ở trong này. Cứ vậy là vâng, đột kích ra ngoài thôi. King cũng đang ôm tốt, bảo vệ khu vực phía ngoài nữa. Roy Champion sẽ bật gồm trong tình huống này. Giao bánh dứt điểm mấy em Tesla. Và em Queen cũng đang đục tường tốt rồi. Vâng, 3 sao cân bằng với tỷ số 3 sao rồi. Ngày cấn quá nhá. Xin chúc mừng người trời Lucky. Idol Star bị đánh bay nhà xong, bây giờ sẽ đánh lại nhà của Shikari. Blizzard Lalo combo rất là sở trường của sếp rồi. Sẽ như thế nào đây? Ồ, sếp vào ngay khí cầu chiến ở khu vực nhà chính luôn. Đang thẳng luôn. Thôi trời ơi, là cần xoáy. À không, đây là Super Minion. Nhưng sếp có nhân bản không ta? Hình như sếp không đánh nhân bản à. Ồ, VIP Pro. Sếp không đánh nhân bản rồi. Vẫn cất dành một bình tàng hình. Ôi, Super Minion thủ nhà nữa kìa kìa. Ok. Độc dược lại này. Một mình Queen solo với hai bạn kia luôn. Xoắn gì. Ok. Đang đi Queen hết sức bình tĩnh. Mọi chuyện sẽ ổn thôi khi chúng ta còn yêu đời nè. Idol Star đánh thì anh em cứ phải tự tin lên chị nị. Đầu tư tiếp pha phá tường. Vượt góc hướng 2 giờ. Queen vẫn đang bơm tốt mặc dù chỉ có một ngựa thôi. Thanh niên kinh vào. Ice Golem có mặt luôn. Phá tốt bạn ạ. Này thì xúc này. Kính bật gồng, đúng rồi. Ui xì, gồng bóm mới đau chứ nị. Điều cùng thành binh phá tường ở đây liệu có kịp không? Bốc bốc bốc. Bốc vào nào. Ui dồi. Phượng Hoàng bay lên để ăn ít bầu. Và bầy la lô cũng được vào ngay khu vực góc hướng 3 giờ 9 giờ. Tốt tốt tốt. Cây thổi gió có mặt, em Queen không chịu nghiện mất. Bùng gồng Queen nhưng đã bị hạ rồi.
Rocky Balloon chỉ cần chậm một tích tắc thôi, nó phát hiện ra là nhọc lắm. Quản giáo bật ngầm để Headhunter bắt được Royal Champion của đội bạn. Lalo đang cố gắng chạy cánh. Royal Champion ăn xong được pháo đôi đá, bịt cái Inferno nhiều tia với cả là đại bàng. Cái thổi gió vẫn đang khiến cho anh em rất là khó chịu. Bên dưới bên này đầu tư Baby vào nữa. Còn băng, cứ bình tĩnh. Royal Champion chưa giao bánh mà. Băng phải giao bánh không chết? Có. Băng ở đâu đây? Rồi. Cố gắng lụm được một cái nữa. Rồi này. Thêm cái lều thợ xây chiến đấu cũng nằm nốt này. Tốc luôn chụp luôn đi phía sau cái thổi gió để xông lên ăn Inferno nhiều tia. Vẫn là một trận đấu 3 sao tốt danh cho Star. Ui giời. Vâng, có cái mẫu bay nào khó hơn để idol đừng 3 sao được không? Thằng thế nhờ. Và đây là game thủ số 5 đánh nhà của NYU. Trong cái dạng boss bay này, 2 nhân bản và 6 bình tàng hình. Vậy khả năng là Super Archer Blim Lalo rồi. Ok sếp. Balloon có. Quản giáo có. Rất đông anh em đang triển khai khu vực này. Ai cắm Blim vào luôn chưa nào? Chưa thấy bạn thả Blim. Giờ mới bắt lúc bắt đầu này. Nó sẽ hạ cánh ở khu vực hội thành. Gồng luôn quản giáo. Đi xịt rồi. Thả Headhunter vào để ăn gồng. Bắt kinh nhưng mà xịt rồi. Đấy, bên cạnh hội thành ngay mà. Rocky Balloon thấy có biến, ngay là chạy ra hết khu vực phía ngoài. Trong đó là Super Archer rồi. Bát. Cứ tàng hình nhân bản cuồng nộ tường liên tội luôn. Tiếp tục tàng hình. Hay lắm sếp. Bảy màu ạ. Còn cái hội thành bên cạnh nữa. Đúng rồi. Bốc tiếp. X-Bow liều thợ xây gì cứ chơi đi. Được hit nữa không? Không kịp lụm hai cái X-Bow mà đất rồi. Không kịp rồi. Oh no. Thợ xây nó sửa cứu lại được. Hay thật. Để xem bạn sẽ như thế nào đây. Electro Titan tấm quất luôn cái đống Lalo phụ nhà này. Rồi. Xong. Tàn nát hết. Electro di chuyển cái là mấy em làm bắp hẹo. Kinh đi một mình ở phía trên kia. Có Headhunter hỗ trợ. Và nó sẽ vào góc 6 giờ hay sao? Mà còn máy bắn đá bên kia chứ. Và Champion vẫn đang chờ thời. Chưa thấy vô. Bình tĩnh nào bạn. Đúng rồi. Tất cả phải bình tĩnh thôi chứ không vội được đâu. Chia đôi King Queen à. Mắt phải đảo liên tục. Rồi, tiếp là Royal Champion. Cá này tôi thấy căng căng. Vì spell là không còn nữa. Lalo đánh không có spell cũng nó cũng hơi khoai. Dứt luôn cái Inferno nhiều tia. Tốt. Đúng rồi, bình tĩnh à. Ơi xa. Thôi xong rồi. Quả này là phần trăm phá hủy là thấp cho sếp đấy chứ không hề đơn giản đâu. 80% là 81, 82 rồi. Ăn được cái mỏ này nữa là 83. Có lẽ là chỉ kịp ở đây thôi. Vâng, đúng là 83% dành cho sếp. Ồ.